Chiến trường Đông Âu vẫn là tâm điểm thế giới Khi mới đây, các nhà nghiên cứu Mỹ tiết lộ địa điểm triển khai tiềm năng của 9M370 Burevestnik tại Nga Đây là vũ khí mang lại lợi thế chiến lược rất lớn cho Nga trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường Giữa lúc đó, Đức chuyển cả kho vũ khí khủng cho Kiev Ukraine oanh tạc dữ dội Ben -Gorod nóng dẫy Kho nhiên liệu Nga dính đòn cháy rực Song song với đó là những cuộc đụng độ giữa không quân Nga và NATO trên biển Baltic luôn tiềm ẩn nguy cơ gây căng thẳng. Liệu rằng hệ thống tác chiến điện tử của Su-30SM Nga có làm tê liệt tiêm kích F-35 trên biển Baltic? Nguy hiểm rình rập, khó khăn chồng chất, đó là những gì đang diễn ra ở Trung Đông. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo nguy cơ đại chiến xảy ra ở khu vực này, kêu gọi các bên hành động khẩn để hạ nhiệt tình hình. Ngoài ra, Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng sau khi tờ Thời báo Phố Uôn đưa tin rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Các nhà nghiên cứu Decker Everlet từ Tổ chức Nghiên cứu và Phân tích CNA và Jeffrey Lewis từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury sử dụng hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs chụp cuối tháng 7 đã xác định một dự án xây dựng gần một cơ sở lưu trữ đầu đạn hạt nhân được biết đến với hai tên gọi là Volokda 20 và Chebysara. Những cơ sở này nằm cách Moscow khoảng 475 km về phía Bắc. Chuyên gia Decker Everlet chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu và Phân tích CNA đã phát hiện hình ảnh vệ tinh và xác định những gì ông cho là 9 bệ phóng ngang đang được xây dựng. Chúng được đặt thành 3 nhóm bên trong tường bao để bảo vệ chúng khỏi bị tấn công hoặc để ngăn chặn một vụ nổ vô tình ở một nhóm làm kích nổ tên lửa ở những nhóm khác. Có những con đường dẫn tới các tòa nhà bảo dưỡng tên lửa và linh kiện quan trọng, cũng như đến khu phức hợp gồm 5 bong ke chứa đầu đạn hạt nhân. Theo Nivellet, địa điểm này là dành cho một hệ thống tên lửa lớn, cố định và hệ thống tên lửa lớn và cố định duy nhất mà Nga đang phát triển là Burevestnik. Tên lửa Burevestnik được tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là bất khả chiến bại và được NATO định danh là SSC X-9 Skyfall. Tổng thống Putin tuyên bố rằng vũ khí này có tầm bắn không giới hạn và có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và phương Tây. Ngay khi được công bố lần đầu tiên vào năm 2018, giới chuyên gia quân sự Mỹ và phương Tây hoài nghi về sự tồn tại của chương trình Burevestnik. Điều này khá đơn giản vì loại vũ khí như vậy chưa từng có tiền lệ và Nga đã làm công tác bảo mật rất tốt đối với loại vũ khí cấp chiến lược này. Cho đến khi hàng loạt thử nghiệm thành công của tên lửa Burevestnik ở vùng biển Barents được Nga thực hiện, giới quân sự Mỹ và phương Tây đã buộc phải thừa nhận sự tồn tại của Burevestnik và tìm cách đối phó với vũ khí này. Cố vấn về kiểm soát vũ khí của Tổng thống Mỹ, Marshall Billingsley tuyên bố tên lửa hành trình Burevestnik không nên tồn tại vì nó giống như nhà máy điện Chernobyl biết bay. Để có tầm bắn gần như không giới hạn, Burevestnik được trang bị động cơ hạt nhân đặc biệt. Theo đánh giá của chuyên gia quân sự Pháp, Corantin Breslin, công nghệ động cơ hạt nhân đã giúp tên lửa hành trình của Nga không còn bị giới hạn về tầm bắn, quỹ đạo bay như các loại tên lửa hành trình truyền thống. Đối phương rất khó để theo dấu loại tên lửa này, cũng như lên phương án ngăn chặn. Các hệ thống phòng thủ tên lửa gần như vô dụng trước loại vũ khí có phạm vi hoạt động toàn cầu như Burevestnik. Một báo cáo năm 2000 của Trung tâm Tình báo Không gian và Không quân Quốc gia của Mỹ cho biết, nếu Nga đưa thành công tên lửa Burevetsnik vào sử dụng, nó sẽ mang đến cho Moscow một vũ khí độc đáo có khả năng xuyên lục địa. Một vấn đề khác cần nhắc tới chính là việc các kỹ sư Nga đã đưa ra giải pháp giúp bảo vệ các thiết bị điện tử, điều khiển học trên tên lửa Burevetsnik khỏi bức xạ phát ra từ lò phản ứng hạt nhân mang theo. Đây vốn là thách thức công nghệ đối với mọi phương tiện muốn sử dụng phản ứng hạt nhân làm năng lượng để hoạt động các thông tin chi tiết về đặc điểm kỹ chiến thuật của tên lửa Burevestnik không được công bố, nhưng với năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga, tên lửa này hoàn toàn có khả năng mang cả đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân để phù hợp với nhiệm vụ chiến đấu. Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik cũng như siêu ngư lôi Poseidon đang mang lại lợi thế chiến lược rất lớn cho Nga trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường. Người đứng đầu quận Volokonovsky, ông Sergei Biketov cho biết 12 bể chứa đã bốc cháy sau tiếng nổ, lực lượng cứu hỏa đang dập lửa. Ông Gladkov cũng báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào ba khu vực khác, không có thương vong nào được ghi nhận. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây cho biết nước này đã ký hợp đồng mua thêm 17 đơn vị hệ thống tên lửa phòng không Iris-T hiện đại để cung cấp cho Ukraine. Người đứng đầu chính phủ Đức đưa ra thông tin này trong một cuộc họp báo tại căn cứ không quân gần Kiev Tại căn cứ quân sự nói trên, ông Scholz đã làm lễ tiếp nhận một hệ thống Iris-T sản xuất cho quân đội Đức. Tại sự kiện, ông Scholz xác nhận rằng Berlin đã đặt hàng thêm 5 hệ thống phòng không Iris T cho lực lượng vũ trang nước này, cũng như thêm 17 tổ hợp nữa dành cho Ukraine. Thủ tướng Scholz khẳng định việc Bundeswehr, lục quân Đức, mua 6 tổ hợp Iris T sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố sáng kiến phòng không chung Sky Shield của châu Âu. Ông cam kết dự kiến 4 tổ hợp tên lửa phòng không Iris T nữa sẽ được gửi tới Ukraine vào cuối năm nay và số còn lại sẽ được bàn giao từ năm sau. Theo ông Sons, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được tổng cộng 7 tổ hợp Iris-T giúp bắn hạ hơn 250 tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử của Nga. Kế hoạch của Kiev và Berlin đó là 4 tổ hợp Iris-T mới sẽ hoàn tất công tác huấn luyện nhân sự và hậu cần để đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối năm 2024 và phần còn lại vào năm tới. Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không tầm ngắn Iris-T SLS đầu tiên từ Đức vào tháng 8 năm ngoái và đã được sử dụng ngay lập tức trên tiền tuyến và mang lại nhiều thành công. Trong tương lai, Đức sẽ cho ra mắt phiên bản Iris T SLX với tầm bắn vượt trội, mang lại chiếc ô phòng không tầm xa rất tin cậy, đủ khả năng thiết lập lưới lửa phòng không cho những khu vực quan trọng nhất. Tiêm kích F35 Lightning II thuộc biên chế Không quân Ý khi tham gia nhiệm vụ kiểm soát trên không của NATO tại khu vực biển Baltic đã gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Theo thông báo, hệ thống phát hiện và cảnh báo của tiêm kích F35 đã bị tê liệt sau một cuộc tấn công điện tử do máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga thực hiện. Sự việc này đã được tờ báo Israel Nzip đăng tải. Được biết để canh phòng các hành động của Nga, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã triển khai một số máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Italia để tăng cường giám sát trên không tại khu vực biển Baltic từ tháng 4 năm nay. Một chiếc F-35A của Ý được giao nhiệm vụ tuần tra trên không phận biển Baltic khi đang thực hiện chuyến tuần tra định kỳ, nó đã bị tiêm kích Su-30SM Nga chặn lại. Chiến đấu cơ F-35 của Ý được cho là đã đến quá gần máy bay vận tải An-12 của Nga bị đáp trả đã gần như ngay lập tức. Khi không quân Nga tăng viện tiêm kích Su-30SM, khi đó tiêm kích Su-30SM đã tiếp cận F-35 ở cự ly nguy hiểm. Lúc này, hệ thống phát hiện và cảnh báo do tập đoàn Lockheed Martin lắp trên chiếc Lightning II bất ngờ bị hỏng. Phi công phải khởi động tổ hợp nhiều lần để đảm bảo nó hoạt động trở lại. Trong sự kiện trên, các chuyên gia cho rằng hiệu lực từ hệ thống tác chiến điện tử L-265 khibini của Nga lắp trên tiêm kích Su-30SM đã vô hiệu hóa chiếc F-35. Chiếc F-35 đã cố gắng tạo khoảng cách an toàn nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của hệ thống tác chiến điện tử đối phương. Tuy nhiên, nỗ lực nói trên đã không mang lại kết quả do hai máy bay chiến đấu ở quá gần nhau. Điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đó là khiến tiêm kích mất kiểm soát và bị rơi. Su-30SM là phiên bản mới của máy bay chiến đấu Su-30. Các bộ phận chính của máy bay chiến đấu như radar, động cơ và hệ thống tác chiến điện tử được hợp nhất với các bộ phận của máy bay chiến đấu Su-35S. Điều này giúp Su-30SM tăng đáng kể các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật. Vũ khí của máy bay chiến đấu Su-30SM là súng tự động GSH-301 30mm với cơ số đạn 150 viên đạn HE. Ngoài ra, tiêm kích này cũng có khả năng mang tới 10 giá treo vũ khí, bao gồm tên lửa dẫn đường tầm trung R-77, R-27, R-73, tên lửa hành trình chống hạm KH-35, bom dẫn đường UMPK lời kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nóng trở lại, đặc biệt từ một số khu vực chưa có đại diện thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an. Trong bối cảnh cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra trong tháng 9 này, nỗ lực cải cách cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc từ lâu đã được chú ý. Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng đề cập các ghế thường trực cho châu Phi, Mỹ Latin và vùng Caribe trong Hội đồng Bảo an. Vào tháng 8, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng thường niên tại trụ sở Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 2024, Tổng thống Sierra Leone, Julius Maeda-Bio tái khẳng định đề xuất của châu Phi về việc cải tổ Hội đồng Bảo an, bao gồm bổ sung hai ghế thành viên thường trực mới cho các quốc gia châu Phi. Tổng thống Bio cho biết, các vấn đề liên quan đến châu Phi chiếm tới gần 50% hoạt động thường ngày của Hội đồng Bảo an, phần lớn các nghị quyết liên quan đến hòa bình và an ninh. Châu Phi có hơn một phần tư các quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc. Song lục địa này vẫn chưa có nhiều ảnh hưởng tại tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Trong bộ máy tổ chức của Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất, có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, có quyền triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, cho phép sử dụng vũ lực, áp đặt các lệnh trừng phạt và thông qua nghị quyết. Phần lớn nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc giúp kiềm chế bạo lực và giảm xung đột tại các quốc gia như Sierra Leone, trong bản dự thảo hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên hợp quốc vào tháng 9 với chủ đề Hiệp ước cho tương lai, tổ chức này thừa nhận rằng xóa bỏ sự bất công với châu Phi là ưu tiên hàng đầu. Một số nhà ngoại giao tin rằng cuộc họp Đại hội đồng vào tháng 9 này sẽ là thời điểm quan trọng để suy ngẫm về tương lai của hệ thống đa phương và có thể chứng kiến sự đồng thuận xung quanh lộ trình cải tổ Hội đồng Bảo an. Ông Alexander Macric, đặc phái viên của Áo tại Liên hợp quốc, đồng chủ trì nhóm liên chính phủ về các cuộc đàm phán cải tổ Hội đồng Bảo an, cho biết lần đầu tiên chúng ta đang chứng kiến sự chuyển động. Ông Maastricht nói rằng nhóm liên chính phủ trên đã thảo luận về việc cải tổ Hội đồng Bảo an trong 20 năm qua. Theo Maastricht, mặc dù cuộc họp Đại hội đồng tháng 9 này khó có thể đưa đến quyết định cải tổ Hội đồng Bảo an, nhưng chúng ta có thể thấy một lộ trình, một bản thiết kế về cách thực hiện việc cải tổ trong thời gian hợp lý. Mới đây, Trung Quốc thông báo Ngoại trưởng nước này ông Vương Nghị sẽ thăm Nga trong tuần này. Hai bên sẽ tổ chức tập trận chung trong tháng 9. Hãng tin AFP dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Nga theo lời mời của Thư ký Hội đồng An ninh nước chủ nhà Sergei Shoigu. Ông Vương Nghị sẽ tham dự cuộc họp của các quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh và các cố vấn an ninh quốc gia của các thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS. Bà Mao Ninh nói thêm, Cuộc họp diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 9 tại thành phố Xanh Petersburg. Chuyến thăm của ông Vương Nghị diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 10 tại Kazan, sự kiện mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tham dự. Ngoài ra, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết lực lượng hải quân và không quân nước này sẽ tham gia cuộc tập trận North Joy 2024 trên không và xung quanh biển Nhật Bản, biển Okhotsk và ngoài khơi bờ biển Nga. Tuyên bố trên nêu rõ, cuộc tập trận này nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa quân đội Trung Quốc và Nga, nâng cao khả năng cùng nhau xử lý các mối đe dọa an ninh. Hai bên sẽ cử các hạm đội hải quân đến các khu vực biển liên quan của Thái Bình Dương để tuần tra hàng hải chung và Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chiến lược Ocean 2024 của Nga. Tuy nhiên, bộ này không tiết lộ ngày cụ thể diễn ra cuộc tập trận. Hồi tháng 7, hai nước tổ chức cuộc tập trận chung trên vùng biển và trên không xung quanh Trạm Giang một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc. Cuộc tập trận diễn ra cùng tuần mà các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cảnh báo Trung Quốc đã trở thành một bên quyết định cho cuộc xung đột ở Ukraine, khiến Bắc Kinh lên tiếng cảnh báo khối quân sự không nên gây căng thẳng đối đầu. Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế trong những năm gần đây. Vào năm 2022, hai nước tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn ngay trước khi Moscow phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Erya Novosti đưa tin, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Hợp tác Nga Vùng Vịnh GCC, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc cộng đồng quốc tế không hạ nhiệt được cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza khiến tình hình ở biên giới Liban Israel và Biển Đỏ gia tăng căng thẳng. Ông Lavrov cũng đánh giá cuộc đối đầu Israel-Iran đã chạm cấp độ nguy hiểm mới. Ngoại trưởng Nga phát biểu, Trung Đông một lần nữa đứng trước bờ vực một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn trách nhiệm của chúng ta là ngăn chặn điều đó xảy ra. Theo quan chức Nga, Moscow đang làm việc với tất cả các bên, nhưng chưa rõ kết quả cụ thể. Ông khẳng định Trung Đông sẽ không thể phát triển ổn định, chừng nào mâu thuẫn giữa Israel và người Palestine chưa được giải quyết. Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza tiếp tục đi vào ngõ cụt. Iran được cho là đang chờ đợi Israel Hamas đạt lệnh ngừng bắn, hoặc là họ sẽ hành động để trả đũa việc thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại ở thủ đô Tehran cách đây vài tuần. Các nhà hòa giải Mỹ, Qatar và Ai Cập dự kiến sẽ đưa một dự thảo thỏa thuận cuối cùng cho hai bên xung đột trong những ngày tới và yêu cầu trả lời ngắn gọn là có hoặc không. Nếu thỏa thuận này đổ bể, xung đột ở giải Gaza sẽ tiếp tục lan rộng. Tương lai của Trung Đông vẫn còn mờ mịt và nhiều kịch bản có thể xảy ra từ xung đột lan rộng đến hòa bình thông qua các liên minh mới. Israel và Hezbollah tiếp tục màn ăn miếng trả miếng không dứt, dẫn đến một vòng xoáy bạo lực liên miên. Thêm vào đó, cuộc đối đầu giữa Israel và Iran có thể gia tăng thành xung đột trực tiếp, đặc biệt khi Israel tiếp tục nhắm vào các mục tiêu của Iran ở Syria và các khu vực khác. Iran có thể đáp trả bằng cách huy động các lực lượng thân Tehran như Hezbollah, Houthi và các nhóm người CIA ở Iraq, dẫn đến nguy cơ xung đột khu vực rộng lớn hơn. Tại Yemen, nhóm Houthi tiếp tục đe dọa các tuyến đường vận chuyển ở Vịnh Aden và Biển Đỏ, làm gia tăng nguy cơ với các tuyến cung cấp dầu quan trọng toàn cầu. Trong kịch bản này, triển vọng hòa bình và ổn định khu vực trở nên mờ mịt khi bạo lực dai dẳng làm phức tạp nỗ lực can thiệp của các bên trong và ngoài khu vực. Khủng hoảng nhân đạo cũng trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt tại Gaza, Liban và Syria, nơi thường dân chịu thiệt hại nặng nề. Trong trường hợp xung đột kết thúc, Trung Đông có thể chuyển từ đối đầu sang một trạng thái hòa bình mong manh cuộc xung đột ở giải Gaza có thể dừng lại thông qua một lệnh ngừng bắn nhờ các nhà trung gian quốc tế hoặc do các bên kiệt sức về mặt quân sự. Dù vậy, Israel có thể tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Hezbollah và các lực lượng thân Iran, duy trì căng thẳng ở mức cao nhưng không gia tăng thành xung đột tổng lực. Kịch bản này có thể dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giúp kiềm chế bạo lực nhưng không hoàn toàn chấm dứt. Và kịch bản cuối cùng đề cập đến việc hình thành của một liên minh khu vực mới nhằm phản đối các chính sách của Israel với sự tham gia của Ai Cập, Iran và Ả Rập Xê Út cùng với sự hỗ trợ của các cường quốc như Nga và Trung Quốc. Liên minh này sẽ được củng cố bởi các mối quan hệ ngoại giao, đầu tư kinh tế và hợp tác quân sự từ Nga và Trung Quốc, tạo ra một đối trọng mới đối với sự hiện diện của phương Tây trong khu vực. Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng sau khi tờ Thời báo Phố War đưa tin rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Tờ Thời báo Phố Vua, The Wall Street Journal trước đó đã dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đồng minh Iran đã chuyển giao tên lửa tầm ngắn cho Liên bang Nga. Trong khi đó, một số quan chức châu Âu tiết lộ với The Wall Street Journal rằng châu Âu và Mỹ đang phối hợp để đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Iran vì đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga khi được hỏi về báo cáo của tờ The Wall Street Journal rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng Iran là đối tác của Liên bang Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết thêm là ông đã xem bản tin của tờ The Wall Street Journal nhưng không phải tất cả các báo cáo như vậy đều chính xác. Ông Peskov nói với các phóng viên, Iran là đối tác quan trọng của chúng tôi, chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Theo hãng tin Reuters, Tehran và Moscow đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi Liên bang Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraina vào tháng 2 năm 2022 với sự tham gia của hàng chục nghìn quân và trong cuộc chiến với Ukraina, quân đội Liên bang Nga đã được Iran cung cấp thiết bị bay không người lái Sahed. Trước đó vào tháng 8 Reuters cũng đưa tin rằng Liên bang Nga đang sẵn sàng nhận hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn dẫn đường bằng vệ tinh Phát-360 sắp được chuyển giao từ Iran và hàng chục binh sĩ nước này đang được đào tạo tại Iran để sử dụng Phát-360. Khi tờ The Wall Street Journal đưa ra báo cáo nêu trên, một quan chức Mỹ đã nói với Reuters rằng họ đang theo dõi chặt chẽ những cuộc chuyển giao tên lửa tiềm tàng giữa Iran và Liên bang Nga. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savet cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Liên bang Nga sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã tuyên bố lập trường của Tehran về cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn không thay đổi. Còn chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Faslola Nozari, cho rằng các báo cáo về việc Iran chuyển tên lửa cho Liên bang Nga là chiến tranh tâm lý. Đại diện các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập vừa qua đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận về cuộc xung đột ở Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trong khu vực. Trong bối cảnh triển vọng đàm phán ngừng bắn còn mịt mờ, đại diện các nước đã hối thúc các bên liên quan nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch phiên họp thứ 162 của Hội đồng Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, đại diện thường trực của Mauritania, Hussein Sidi Abdeladeh đã nêu bật những khó khăn mà người dân Gaza đang phải đối mặt trong bối cảnh cuộc xung đột tại đây đã bước sang tháng thứ 12. Chủ tịch phiên họp thứ 162 của Hội đồng Liên đoàn các quốc gia Ả Rập kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép bằng những hành động nhanh chóng và hiệu quả đối với các bên, đặc biệt là Israel nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng này. Chúng ta, với tư cách là các quốc gia, cộng đồng quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự, phải hành động nhanh chóng và hiệu quả chúng ta cần tăng cường và đoàn kết nỗ lực để ngay lập tức và không chậm trễ chấm dứt mọi tội ác đang diễn ra trên đất palestine chúng ta phải cung cấp nước thuốc men và mọi nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống con người có phẩm giá cho những người phải di rời tạo điều kiện cho người tị nạn trở về nhà hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và gây mọi áp lực có thể lên các bên đặc biệt là israel để đảm bảo tuân thủ các lệnh của tòa án công lý quốc tế Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh đàm phán về ngừng bắn ở Gaza đang lâm vào thế khó và việc đạt được một lệnh ngừng bắn hoặc khả năng lực lượng Hamas trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine bị bắt giữ khá mong manh khi cả các bên đều giữ vững lập trường của mình. Hiện lực lượng Hamas đang yêu cầu Israel rút binh sĩ hoàn toàn khỏi Gaza, trong khi đó về phía Israel, bất chấp sự phản đối của dư luận, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến nay vẫn tuyên bố quân đội nước này phải ở lại hành lang Philadelphia một giải đất quan trọng dọc biên giới Gaza-Ai Cập và là một phần quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Tuyên bố của Israel được cho là đang đi ngược lại với quan điểm dư luận khu vực, trong đó có nước trung gian hòa giải là Ai Cập, bởi Ai Cập đã nhiều lần tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia và yêu cầu trở lại nguyên trạng Trước khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Tại cuộc họp, các quốc gia Ả Rập trong khu vực bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman đều bày tỏ ủng hộ quan điểm của Ai Cập. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện thường trực của Yemen tại Liên đoàn Ả Rập nhấn mạnh, chính phủ Yemen lên án các tuyên bố của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến hành lang Philadelphia. Những tuyên bố này bao gồm các tuyên bố biện minh cho những hành vi vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế đang diễn ra của Israel. Chính phủ Yemen bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với Ai Cập trong việc phản đối sự hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia và cửa khẩu biên giới Rafah. Yemen hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của Ai Cập nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Trong bối cảnh đàm phán hoàn toàn bế tắc như hiện nay, thủ tướng Israel đang hứng chịu những chỉ trích từ cả trong nước và quốc tế về việc chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas của Palestine. Ngay cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng minh thân cận của Israel cũng cho rằng Thủ tướng Israel làm chưa đủ để có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga và Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã tấn công điểm tập kết lực lượng và thiết bị của Ukraine tại khu vực biên giới tỉnh Kursk. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, phi hành đoàn máy bay chiến đấu Su-34 thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công một nhóm binh sĩ và thiết bị của Ukraine tại khu vực biên giới của tỉnh Kursk. Cuộc tấn công được thực hiện bằng bom có mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát, cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Sau khi cơ quan tình báo xác nhận các mục tiêu đã bị phá hủy, phi hành đoàn đã trở về sân bay an toàn. Đây không phải là lần đầu tiên Nga điều cường kích ném bom Su-34 tấn công quân đội Ukraine ở vùng Kursk. Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi hành đoàn của máy bay chiến đấu này đã thực hiện cuộc tấn công bằng bom lượn vào ban đêm nhằm vào các lực lượng và phương tiện của Ukraine tại khu vực biên giới Kursk. Thời điểm đó, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34 đã thực hiện cuộc tấn công vào lực lượng quân sự và phương tiện bọc thép của Ukraine tại một địa điểm triển khai tạm thời ở khu vực Kursk. Cuộc tấn công vào mục tiêu kiên cố của đối phương được thực hiện bằng bom trên không, tích hợp mô đun cánh lượn có điều khiển. Sau khi nhận được dữ liệu trinh sát cho thấy các mục tiêu đã bị phá hủy, phi hành đoàn đã trở về sân bay an toàn. Theo trang tin avial.pro của Nga, Ukraine ngày càng gia tăng đáng kể hoạt động theo hướng Kursk, với việc sử dụng nhiều xe bọc thép hạng nặng, trong đó có xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, IFV. Nhà quan sát quân sự Yuri Podolyaka cho rằng đối phương buộc phải sử dụng các phương tiện mạnh hơn vì các nhóm thiết giáp hạng nhẹ không thể thực hiện nhiệm vụ tấn công hiệu quả như trong những ngày đầu thực hiện cuộc xâm nhập biên giới. Sở dĩ Ukraine phải tăng cường sử dụng các phương tiện hạng nặng là bởi nga đã điều những đơn vị dày dặn kinh nghiệm được trang bị tối tân đến khu vực chiến đấu. Kyiv hiểu rằng các nhóm cơ động sẽ không thể ngăn chặn được một cuộc phản kích mạnh mẽ của Moscow. Lực lượng vũ trang Ukraine đang đưa ngày càng nhiều xe bọc thép hạng nặng vào trận chiến và cũng đang sử dụng bộ binh cơ giới để củng cố các vị trí của họ ở những khu vực đã chiếm giữ tại biên giới nga. Theo tình báo nga, đối phương đang tích cực xây dựng các cứ điểm bao gồm các công sự bê tông, cho thấy họ sẵn sàng chuẩn bị cho sự phòng thủ lâu dài. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 11.220 quân nhân, cũng như 87 xe tăng và 74 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời nói thêm rằng hoạt động phá hủy các đội hình của Ukraine vẫn đang tiếp tục. Tổng cộng, trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 11.220 quân nhân, 87 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 624 xe chiến đấu bọc thép, 361 xe, 84 khẩu pháo, 8 hệ thống tên lửa phòng không, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 7 HIMARS và 5 MLRS, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 21 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 đơn vị thiết bị kỹ thuật, bao gồm hai xe phá hủy và một xe rà phá bom mìn UR-77. Trang tin AVL Pro dẫn nguồn tin từ quân khu phía Bắc của Nga vừa qua cho hay, các đơn vị của Nga đang thực hiện các cuộc phản công ở Kursk, chặn đà tiến của lực lượng Ukraine. Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt tại khu vực Kornetsky ở Kursk. Phía Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khoảng 400 mét. Một điểm nóng giao tranh khác là quận Suzansky theo nhà phân tích quân sự Yuri Podolyanka, tình hình ở Kursk cho thấy Nga đang dần nắm thế chủ động. Các đơn vị của Nga đang tích cực dồn ép hai bên sườn khu vực tấn công, khiến lực lượng Ukraine có nguy cơ bị bao vây. Điều đó đặc biệt quan trọng vì các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã rút khỏi khu vực này của mặt trận và thay thế bằng đơn vị ít được huấn luyện hơn để giữ vị trí. Ở phần trung tâm của mặt trận, từ các khu định cư Malaya Lugnia đến Martinovka, các cuộc tấn công của Ukraine đã suy yếu rõ rệt. Ông Podolenka dự đoán Ukraine khó duy trì quyền kiểm soát các vị trí ở Kursk trong thời gian dài. Theo ông, còn quá sớm để đưa ra kết luận Nga thắng thế, nhưng rõ ràng phía Ukraine đang phải đối mặt với việc thiếu nguồn lực trầm trọng cho chiến dịch đột kích Kursk. Cách đây ít ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc phá hủy một khẩu pháo tự hành ra do Pháp sản xuất tại làng Nikolaevo, Darino do Ukraine kiểm soát nằm gần biên giới phía Nga phát hiện thấy khẩu pháo 155mm của NATO và một xe hộ tống đang di chuyển với tốc độ cao qua ngôi làng trước khi tiến vào một khu rừng rậm. Cảnh quay do quân đội Nga chia sẻ cho thấy địa điểm này đã bị pháo binh Nga nhắm tới với một vụ hỏa hoạn lớn được ghi nhận sau cuộc tấn công. Ukraine mở chiến dịch đột kích tỉnh biên giới Kursk của Nga từ đầu tháng 8. Hiện chưa rõ Kiev huy động bao nhiêu binh sĩ và trang thiết bị quân sự cho chiến dịch này. Trong những ngày đầu tháng 8, quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công ở hướng Ukraine. Sau những trận chiến dữ dội, quân đội Nga đã đạt được chiến thắng chiến thuật. Đồng thời, sự tiến công của Nga ở khu vực này cũng sẽ đe dọa quân đội Ukraine, nơi các trận chiến dữ dội vẫn diễn ra trong nhiều tháng qua ở vùng ngoại ô. Bộ chỉ huy quân sự Ukraine trong tháng 8 đã gửi binh sĩ tiếp viện đến khu vực này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, tình hình sẽ không dễ dàng. Trong trường hợp quân đội Nga đạt được thành công ở khu vực này, nó sẽ mang đến những lợi ích chiến thuật cho Nga, từ đó có thể sẽ giúp Nga có được những chiến thắng chiến lược trên mặt trận ở khu vực. Trong khi đó, kênh Ria Dobka cho biết, những diễn biến đáng chú ý nhất là việc lực lượng Moscow đã bảo vệ Ukraine từ hai bên sườn, tấn công Ukraine từ phía nam và kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka. Quân đội Nga đã chiếm lĩnh Prechistovka ở bên cánh trái, từ đó mở ra con đường dẫn đến một điểm hậu cần quan trọng. Lực lượng Moscow cũng đang đột kích vào Ukraine từ Vodyanoi. Ngoài ra, từ Prechistovka, quân Nga đã tiến đến Zolotaya từ đó có con đường thẳng đến Velikaya Novosilovka. Tại Selidovo, lực lượng Moscow đã rút lui khỏi phần phía nam thành phố để tập hợp lại và ở Ukraisk, các binh sĩ của họ cũng bắt đầu tấn công từ phía nam. Trong khi đó, ở Kurakhovsky, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka sau khi chiếm giữ vùng ngoại ô cực bắc của thành phố. Theo một số nguồn tin, Bốn lữ đoàn Ukraine được cho là đã nhận lệnh rút lui, rời khỏi khu vực xung đột gần Nevenskoy. Tuy nhiên, theo đánh giá khách quan, tại khu vực này chỉ có khoảng hơn 1.000 binh sĩ Kiev mà thôi. Dù vậy, nếu nhóm quân này bị tổn thất cũng là con số lớn. Được biết, ukraine có bốn khối nhà cao tầng được xây dựng bằng những tấm panel từ thời Liên Xô vào những năm 1960. Nó khác với các thành phố truyền thống hơn ở chỗ không có nhà ở riêng trong phạm vi thành phố. Điều này làm cho Ukleda trở thành một pháo đài nhỏ gọn, không chỉ nằm trên một điểm cao mà còn được tăng cường bởi hệ thống công sự dài, thuận lợi về phòng thủ. Những yếu tố này đã biến Ukleda trở thành một phần quan trọng trong tuyến phòng ngự của Ukraine ở tây nam Donetsk. Thông cáo xung đột của Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, các lực lượng hàng không, tác chiến, chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân đội Nga trong vòng 24 giờ đã tấn công tiêu diệt điểm triển khai tạm thời của Trung tâm tác chiến đặc nhiệm Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, xóa sổ xưởng sản xuất, lắp ráp và trang bị máy bay không người lái, nơi tập trung binh lực và khí tài quân sự của đối phương ở 127 quận huyện. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 4 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 23 máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến 642 máy bay, 283 máy bay trực thăng, 31.121 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 17.961 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 1.447 xe chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 14.295 pháo dã chiến và súng cối. Cũng theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 625 quân nhân, một xe chiến đấu bọc thép Kozak, 8 ô tô, một bệ phóng cho tổ hợp tên lửa phòng không Shela-10, hai pháo phản lực FH-70 155mm do Anh sản xuất, một khẩu pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất, một pháo D-20 152mm, hai pháo phản lực D-30 122mm, một lựu pháo L-119 105mm do Anh sản xuất, một trạm tác chiến điện tử. Hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng đổ bộ đường không thuộc nhóm chiến đấu Donetsk của Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy trạm tác chiến điện tử EVK của Ukraine ở hữu ngạn sông Donetsk thuộc vùng Kherson. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trinh sát trên không sử dụng máy bay không người lái Zala và đã phát hiện một vật thể phát ra sóng vô tuyến mạnh ở bờ phải sông Donetsk theo hướng Khe Sơn. Sau khi tính toán và thu thập thêm thông tin, xác nhận đó là trạm tác chiến điện tử của đối phương. Đội vận hành máy bay không người lái đã điều UAV Lancet tiếp cận và tấn công mục tiêu. Trong khuôn khổ kế hoạch quân sự, các đơn vị UAV của nhóm chiến đấu Donetsk đã tích cực sử dụng UAV Lancet để phá hủy các thiết bị chiến đấu của đối phương ở hữu ngạn sông Doniep. Lực lượng đổ bộ đường không đã thực hiện các chuyến bay ở độ sâu chiến thuật để xác định mục tiêu điều chỉnh hỏa lực của các loại vũ khí và quay video về quá trình phá hủy thiết bị của đối phương. Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga, được chế tạo để tấn công hiệu quả các mục tiêu của đối phương nằm cách vài chục km. Khi nhắc đến những nỗ lực của Ukraine nhằm đào chiêu cuộc xung đột kéo dài 30 tháng qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, tính toán của Ukraine là ngăn các hành động tấn công của chúng ta tại những khu vực then chốt của Donbass. Kết quả đã rõ, họ không đạt được mục tiêu ngăn chặn cuộc tiến công của chúng ta. Mọi thứ dường như đã rất khác so với trước đó khi Tổng thống Volodymyr Zelensky phát động cuộc tấn công xuyên biên giới và khu vực Kursk với thành quả là kiểm soát được số lượng đáng kể lãnh thổ Nga, bắt giữ hàng trăm binh sĩ của đối phương và thúc đẩy tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, trong khi Nga tiến công về phía thành phố Pokrovsk, có tầm quan trọng chiến lược của Ukraine, một trung tâm hậu cần và giao thông quan trọng ở Donbass, dường như ván cược của Tổng thống Zelensky không được đền đáp như kỳ vọng. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Zizky cho hay, bằng cách kiểm soát lãnh thổ ở Kursk, Kiev hy vọng sẽ có thể làm chuyển hướng quân đội Nga khỏi Pokrovsk, địa điểm có một ga đường sắt quan trọng và một số tuyến đường chính. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Ông Zizky nói đối phương đang cố gắng chuyển hướng lực lượng từ các khu vực khác, nhưng tại Pokrovsk, điều ngược lại đang diễn ra và họ chỉ ngày càng tăng cường lực lượng tại đây. Mặc dù tổng thống Zelensky khẳng định cuộc tấn công vào Kursk đã làm chậm nhịp độ giao tranh ở miền Đông. Theo The Times, kết quả trên đồng nghĩa rằng trong khi việc kiểm soát lãnh thổ Nga từng được đánh giá là một thành công chính trị, thì hiện nay có vẻ đó là sự sai lầm trong nỗ lực đánh lạc hướng nếu xem xét tình hình Donbass. Mất Pokrovsk không những tác động đến tinh thần chiến đấu của Ukraine trên tiền tuyến mà còn cho nga cơ hội tiếp cận toàn bộ khu vực Donbass. Một trong những mục tiêu đã được điện Kremlin tuyên bố từ lâu. Chuyên gia quân sự Mikhailo Zhirokh nhận định, Pokrovsk là một trung tâm hậu cần và phòng thủ rất quan trọng. Nếu chúng ta mất Pokrovsk, toàn bộ tiền tuyến sẽ sụp đổ. Trung tâm chiến lược quốc phòng của Ukraine dự đoán, nga có thể tiếp cận Pokrovsk vào giữa tháng 9. The Telegraph cho hay, với Ukraine đây không phải là một tin tốt. Đồng thời thông báo, quân đội Nga đã tăng cường hoạt động tại những khu vực quanh thành phố và sẵn sàng chinh phục một vùng lãnh thổ đáng kể của Donetsk. Theo Kiev Independent, nếu Moscow thấy cái giá của việc giành Pokrovsk quá cao, họ có thể trì hoãn tấn công thành phố và thay vào đó hướng về phía nam. Dù vậy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của nước này đã kiểm soát được thị trấn Novogorodoka, nằm cách Pokrovsk khoảng 12 km, một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng của quân đội Ukraine trong khu vực. Các lực lượng của Nga kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022, đang tiến công vào phía đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát trọn vẹn Donbass. Hành động của Ukraine có thể sẽ mở rộng. The Economist dẫn ra các báo cáo cho thấy Kiev tăng cường lực lượng quanh khu vực Bengorod ở biên giới Nga và biên giới phía nam của Belarus. Kiev cũng cảnh báo sau chiến dịch Kursk, Nga sẽ chứng kiến các cuộc tấn công khác. The Economist đánh giá, tuy nhiên sẽ không còn yếu tố bất ngờ nữa. Hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải, kíp lái T-72B3M của nhóm tác chiến Donetsk đã tiết lộ chiến thuật tác chiến hiện đại để đối phó với xe tăng Abrams của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức cung cấp cho AFU. Một xa thủ xe tăng T-72B3M với biệt hiệu là Klamourny cho biết đầu tiên là sử dụng đạn thanh xuyên giáp dưới cỡ sau đó là đạn nổ lõm và sau đó là một viên đạn nổ phá mảnh để làm tiêu hao sinh lực đối phương xung quanh phương tiện, hoặc bắn hạ Guslia, cách gọi xe tăng Abrams của binh sĩ Nga là dùng đạn nổ phá mảnh để kích nổ khoang đạn trên xe tăng đối phương. Sĩ quan quân đội Nga chỉ ra rằng tất cả các phương án đối phó với xe tăng phương Tây của AFU đã được giáo trình hóa trên các sân diễn tập. Theo chỉ huy xe tăng Kutuzov T72B3M có khả năng chống chịu rất đáng ngạc nhiên trước các loại xe tăng của đối phương. Trước đó, tạp chí The National Interest lưu ý rằng Ukraine đã lãng phí thời gian huấn luyện đội xe tăng Abrams vì chúng quá dễ bị tổn thương. Ngoài ra, tài liệu còn chỉ ra rằng quân đội Nga sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Con có thể xuyên thủng xe tăng Abrams ở bất kỳ góc chạm nào. Trao đổi với Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Alexander Batos từ Trung tâm Phân tích và đánh giá quân sự ngoại giao của Liên đoàn các nhà ngoại giao quân sự cho biết một số yếu tố cơ bản bao gồm kỹ năng của kíp lái và kết quả hoạt động tình báo đã góp phần vào chiến thắng của T72B3 trong các trận chiến chống Abrams. Theo lời ông Batos, một khía cạnh khác là các chuyên gia kỹ thuật quân sự Nga đã phát hiện rất chính xác những điểm yếu của xe tăng Abrams, từ đó tính toán cách thức cũng như vị trí để T72B3 khai hỏa hiệu quả nhất. Ông giải thích, cần phải đánh vào khu vực giữa tháp pháo và thân xe để xe tăng bị hư hại nghiêm trọng đến mức không thể khắc phục sau đó xe sẽ không thể di chuyển trên chiến trường hoặc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được nữa. Chi tiết cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của T-72B3 được trang bị pháo xuất sắc và thiết bị đặc biệt đã giúp tấn công Abrams ngay từ phát đạn đầu. Khả năng T-72B3 loại bỏ những cỗ xe tăng Abrams tuyệt hảo chỉ bằng một phát bắn cho thấy tính chuyên nghiệp của binh sĩ Nga và sự bất lực của Mỹ cùng các nước phương Tây khi muốn đẩy Nga vào vòng nguy hiểm. Vào tháng 3, trả lời câu hỏi liệu việc những chiếc Abrams bị loại bỏ có ảnh hưởng đến ý tưởng của phương Tây gửi thêm nhiều phương tiện chiến đấu tương tự tới Ukraine hay không. Chuyên gia Batos cho rằng quyết tâm của các nước phương Tây đã bị lung lay. Theo ông, việc những chiếc xe tăng Abrams và Leopard bị loại bỏ là đòn giáng nặng vào khả năng cạnh tranh của các hãng phương Tây. Thứ hai, phương Tây nhận ra rằng các thiết bị quân sự mà họ cung cấp đang được sử dụng trên chiến trường ở Ukraine không theo cách họ trông đợi mà cụ thể là thiết bị quân sự này rất dễ bị tổn thương. Chuyên gia cũng lưu ý, nhìn chung, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang phô trương sự vượt trội của mình. Cả xe tăng cũng như máy bay đều hơn hẳn các thiết bị của Ukraine do phương Tây cung cấp. Nhà phân tích quân sự người Pháp Xavier titanman nhận định rằng Ukraine đã dùng xa lộ để cất và hạ cánh các máy bay chiến đấu F-16 nhằm tránh bị Nga phát hiện dù chấp nhận rủi ro về đường băng, theo đó, thay vì cất cánh từ các căn cứ quân sự, không quân Ukraine trên thực tế dùng một số đoạn đường vốn chỉ dành cho xe hơi và xe tải. Ông Titenman cho biết nhiều đoạn xa lộ ở Ukraine giờ đây đã tháo rỡ những con lươn để làm đường băng. Ông cho rằng Ukraine sẽ thiếu thận trọng nếu sử dụng các sân bay quân sự hiện có để cho F-16 cất cánh vì quân đội Nga đã biết rõ vị trí. Vì vậy, việc sử dụng đường cao tốc hay xa lộ làm đường băng cho chiến đấu cơ sẽ giúp tránh bị phía Nga phát hiện cựu phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đồng minh châu Âu Michel Jakovlev cho biết một số thành viên NATO cũng đã và đang áp dụng biện pháp tương tự. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc cất cánh trên xa lộ có rủi ro cao hơn đường băng truyền thống. Thông tin được đưa ra sau khi Ukraine mất một chiếc chiến đấu cơ F-16 vào hôm 26 tháng 8. Quân đội Ukraine vẫn chưa nêu nguyên nhân, nhưng cho biết máy bay rơi khi tham gia chống lại đợt tập kích đường không ồ của Nga vào hôm đó. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine Mariana Bezukla cho rằng tiêm kích F-16 đã bị tên lửa phòng không Patriot bắn hạ do sự thiếu hiệp đồng giữa các đơn vị. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk sau đó cũng đã chỉ trích ông Bezukla, khẳng định quân đội đang điều tra sự việc. Sau sự cố rơi tiêm kích trên, cựu tư lệnh Oleschuk đã bị Tổng thống Zelensky bãi nhiệm. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng chiếc F-16 rơi dường như không phải do hỏa lực Nga một nghị sĩ Ukraine tung ra thông tin máy bay này bị tên lửa phòng không Patriot của chính Ukraine bắn nhầm. Các giả thuyết khác bao gồm lỗi phi công hoặc lỗi kỹ thuật. Ukraine đầu tháng 8 đã tiếp nhận lô tiêm kích F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Đây là loại khí tài Kiev nhiều lần kêu gọi đồng minh cung cấp, kỳ vọng giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ trước các cuộc oanh tạc của Nga. Ukraine không công bố số chiến đấu cơ F-16 đã nhận được từ các đồng minh con số được cho là từ 6 đến 10 chiếc. Với số lượng ít ỏi như vậy, không quân Ukraine chủ yếu vẫn phải dựa vào các loại máy bay từ thời Liên Xô. Tờ Bill dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, máy bay không người lái tầm xa, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga là những mối đe dọa. Vì vậy, Ukraine buộc phải tìm giải pháp thay thế cho vũ khí tầm xa nhằm loại bỏ các sân bay của Nga hoặc bắn hạ máy bay Nga. Một trong số đó là máy bay không người lái, chống máy bay không người lái được Ukraine nghiên cứu phát triển để nhằm đánh chặn các loại máy bay không người lái của Nga. Hiện Ukraine xác định 3 giai đoạn phát triển của loại vũ khí này. Giai đoạn 1: máy bay 4 cánh quạt. Giai đoạn 2: máy bay không người lái cố định. Giai đoạn 3: máy bay không người lái tấn công kiểu xa hết. Ở giai đoạn 1, các máy bay không người lái nhỏ được kỹ sư Ukraine lập trình lại để có thể sử dụng cho mục đích chiến đấu trên không thay vì trinh sát hoặc tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Tuy nhiên, có một số vấn đề về máy bay không người lái nhỏ là chúng chỉ có thể bay trong vài km và máy bay trinh sát của Nga dễ dàng tránh được chúng. Vì lý do này, Ukraine bắt đầu phát triển máy bay đánh chặn cánh cố định hoặc máy bay không người lái cánh cố định ở giai đoạn 2 để có thể truy đuổi máy bay không người lái ở khoảng cách lên tới 60 km và độ cao 4 km. Mục tiêu cuối cùng của Ukraine là tạo ra máy bay không người lái sát thủ có khả năng đánh chặn và loại bỏ các máy bay không người lái tầm xa của Nga như geran 1 và geran 2 Theo tờ báo này, để có hiệu quả, máy bay không người lái của Ukraine phải đạt tốc độ ít nhất là 200 km một giờ và có tầm bay xa ít nhất 200 km, thậm chí là 500 km. Hồi tháng 4, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine cho hay, nước này muốn chế tạo UAV đánh chặn để hạ gục các UAV giám sát của Nga, đặc biệt là máy bay không người lái Orlan, Supercam và Zala. Ông này cho biết, máy bay đánh chặn cần có khả năng bay với tốc độ 150 km h và hoạt động ở tầm cao lên tới 1.500 m. Nó có thể nhận được thông tin sơ bộ về mục tiêu, nhanh chóng cất cánh và xác định vị trí mục tiêu, sau đó loại bỏ UAV của đối phương. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine giải thích rằng hệ thống này sẽ cung cấp cho Ukraine một công cụ rẻ hơn để đối phó với các UAV trinh sát hoạt động như đôi mắt cho pháo binh cũng như các loại UAV tấn công khác của Nga. Theo ông, UAV đánh chặn sẽ là sự lựa chọn rẻ hơn để bắn hạ UAV đối phương và Ukraine có thể bảo toàn tên lửa để đối phó các mối đe dọa khác và các mục tiêu có giá trị lớn hơn. Ukraine từ lâu đã ưu tiên phát triển các hệ thống không người lái và những phương tiện này đã đóng vai trò then chốt trong cuộc xung đột với Nga cho đến nay. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Ngoại giao Latvia đã triệu tập Đại biện Lâm thời của Nga tại nước này Dmitry Kasapkin sau khi có thông tin cho biết một thiết bị bay không người lái UAV của Moscow rơi ở khu vực phía đông Latvia. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Latvia Baiba viết, Đại biện Lâm thời Nga đã được triệu đến Bộ Ngoại giao Latvia khi các lực lượng vũ trang Latvia điều tra vụ việc UAV Nga bị rơi. Các đồng minh của chúng tôi các nhà lãnh đạo NATO và EU đã được thông báo về vụ việc này. Một sự cố tương tự đã được báo cáo ở Litva. Theo ngoại trưởng Gabrielius Landsbergis, một UAV của Nga được cho là đã rơi ở phía đông Litva, tuy nhiên ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó theo AFP, tổng thống Latvia, Edgars Rinkevics thông báo một thiết bị bay không người lái UAV quân sự của Nga đã bị rơi trên lãnh thổ nước này, đồng thời lưu ý các vụ xâm phạm không phận đã gia tăng dọc theo biên giới phía đông của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato trên mạng xã hội x ông rinkevics cho hay một uav quân sự của nga đã bị rơi ở phía đông latvia cuộc điều tra đang được tiến hành chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng minh số lượng các vụ việc như vậy đang gia tăng dọc theo sườn phía đông của nato và chúng ta phải cùng nhau giải quyết tình hình theo tuyên bố của bộ quốc phòng latvia chiếc uav nêu trên đã bay vào không phận của nước này từ Belarus và bị rơi tại thành phố Brezhne. Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruce chia sẻ, tình hình hiện nay cho thấy chúng tôi cần tiếp tục củng cố biên giới phía đông của Latvia, bao gồm phát triển năng lực phòng không và năng lực tác chiến điện tử để hạn chế hoạt động của các loại UAV thuộc nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ Latvia, Rumani cũng lên tiếng cáo buộc UAV Nga vi phạm không phận. Bộ Quốc phòng Rumani cho biết vụ việc xảy ra khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng cảng bên kia sông Danube ở Ukraine. Đáp trả hành động của Nga, Romania ngay lập tức triển khai máy bay chiến đấu F-16 để giám sát không phận và đồng minh NATO đã được thông báo về sự việc. Cơ quan khẩn cấp của Romania cũng ban hành cảnh báo bằng văn bản đến cư dân ở hai khu vực phía đông. Theo Bộ Quốc phòng Romania, nước này đang mở cuộc điều tra về vụ việc. Kể từ khi Nga thực hiện kế hoạch quân sự vào Ukraine Rumani nhiều lần xác nhận có mảnh vỡ máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này. Gần đây nhất là vào tháng 7 năm nay, Bộ Quốc phòng Rumani lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, gọi chúng là vô lý và trái ngược nghiêm trọng với chuẩn mực luật pháp quốc tế. Phó Tổng Thư ký sắp mãn nhiệm của NATO, Misia Geoana cho biết liên minh quân sự này cũng lên án hành động vi phạm không phận Rumani của Nga. Ông Misia Geoana viết trên mạng xã hội X rằng Mặc dù chúng tôi không tiếp nhận thông tin cho thấy Nga cố ý tấn công các nước đồng minh, nhưng hành động này là vô trách nhiệm và có khả năng gây nguy hiểm. Công nghệ siêu thanh đang được phát triển tích cực, phục vụ cho cả mục đích chiến thuật và chiến lược của hầu hết các cường quốc quân sự. Trong đó, vũ khí siêu thanh thường thường dành riêng cho các loại vũ khí có khả năng duy trì tốc độ siêu thanh ở độ cao trong khí quyển và có khả năng cơ động ở tốc độ như vậy. Phần lớn trong số này thuộc về hai nhóm chính: phương tiện lướt siêu thanh, HGV và tên lửa hành trình siêu thanh, HCM. Trong nhiều năm, Nga, Trung Quốc và Mỹ đã nỗ lực phát triển các phương tiện lướt siêu thanh, HGV để tăng cường năng lực chiến lược của họ. Đáng chú ý, Nga đã có tới 18 Avangard, HGV đang hoạt động trong sư đoàn tên lửa Orenburg số 13 được triển khai thành ba trung đoàn. Trong đó, hệ thống Avangard tích hợp ICBM nhiên liệu lỏng. Dựa trên silo UR-100N UTTKH, phân loại của NATO SS-19 Mod 3 Stiletto với một phương tiện lướt siêu thanh mới, trước đây được xác định trong các nguồn mở là Object 4202 và 15 u 71 Một vũ khí siêu thanh khác đang hoạt động trong kho vũ khí của Nga là Kinza. Tầm bắn tối đa của tên lửa vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, giới quan sát xác định tầm bắn của tên lửa này ít nhất là 1.000 km, như đã nêu trong các báo cáo chính thức từ một trong những lần phóng thử. Tại Mỹ, các dự án của nước này đã và đang thực hiện lĩnh vực siêu thanh bao gồm vũ khí siêu thanh tiên tiến AHV kép nổi tiếng và phương tiện công nghệ siêu thanh 2 HTV2. Hiện tại, có hai chương trình IND đang hoạt động của Mỹ. Trong lĩnh vực HGV, mỗi chương trình do quân đội và hải quân Mỹ thực hiện cùng với một chương trình của không quân Mỹ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Common Hypersonic Glide Body, CHGB, là một sự phát triển tiếp theo của AHVK, đã trở thành cơ sở cho vũ khí siêu thanh tầm xa LRHVK, còn được gọi là Dark Eagle của quân đội. Intermediate Range Conventional Probeshy IRCPS của Hải quân và Hypersonic Conventional Strike Weapon HCSVK, phát âm là Hakshaw, đã bị hủy bỏ của không quân Mỹ. Mặt khác, HTV2 đã trở thành cơ sở cho Tactical Boost Glide TBG dẫn đến chương trình AGM-183 Air Launch Rapid Response Weapon ARRW phát âm là Arrow của không quân Mỹ hiện đang trong tình trạng không chắc chắn với những dấu hiệu cho thấy chương trình sẽ bị hủy bỏ vào năm 2023. Tuy nhiên, sau một cuộc thử nghiệm tiếp theo vào năm 2024, số phận của tên lửa này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Về các chương trình HCM của Mỹ, Kể từ năm 2014, DARPA đã tài trợ cho nghiên cứu về Scrum Z theo chương trình Hypersonic Air Breathing Open Concept HAVKC. Kết quả của những nỗ lực nghiên cứu này là không quân và hải quân Mỹ đang lần lượt thực hiện chương trình tăng cường 2 cho tên lửa hành trình tấn công siêu thanh HACM và chiến tranh chống hạm tấn công OASUV kép, thường được gọi là chương trình OASUV phóng từ trên không siêu thanh HILO. Hiện tại, Thông tin cụ thể về bất kỳ dự án nào trong số các dự án này, trong các nguồn mở đều rất hạn chế. Trong khi đó, các nỗ lực phát triển vũ khí siêu thanh của Trung Quốc được triển khai khá kín tiếng. Hầu hết thông tin có sẵn đều dựa trên thông tin đến từ các cơ quan tình báo Mỹ, khiến việc phân tích chi tiết trở nên khó khăn. Một số nguồn tin của Mỹ còn coi Trung Quốc là nước dẫn đầu trong cuộc đua siêu thanh hiện nay. Điều được biết là Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm DFZF, HGV bắt đầu từ năm 2014 và hệ thống này có thể đã đi vào hoạt động từ năm 2019 tàu lượn DFZF được sử dụng làm thành phần mang đầu đạn của tên lửa đạn đạo tầm trung MRBM DF17 với tầm bắn nước tính khoảng từ 1.800 km đến 2.500 km hệ thống này được hiểu là có ứng dụng chống hạm và có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân một tên lửa đạn đạo khác của Trung Quốc cũng được cho là sử dụng HGV làm thành phần đầu đạn là DF27 tầm bắn của tên lửa này ước tính vào khoảng từ 5.000 km đến 8.000 km và có khả năng nó cũng được dùng cho vai trò chống tàu. Về mặt kỹ thuật, có khả năng dfzf cũng có thể được sử dụng với các ICBM khác của Trung Quốc, chẳng hạn như DF-31 hoặc DF-41. Ở những nơi khác, Pháp và Ấn Độ cũng được biết là đang tiến hành một số cuộc thử nghiệm HGV thử nghiệm với các ví dụ tương ứng là VMAX và dự án The Havani. Tuy nhiên, Hiện tại các chương trình này vẫn còn kém khá xa so với các đối tác của họ ở Trung Quốc, Nga và Mỹ. Kênh truyền hình TV Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin về một lô xe tăng T-90 mới được vận chuyển bằng tàu hỏa từ vagon Zavod, nhà sản xuất xe tăng chính của Nga. Theo tờ Kiev Post, điều đáng chú ý là các xe tăng này được trang bị các tấm cao su gia cố, che khoảng cách giữa tháp pháo và thân xe tăng, cũng như che các khe lưới động cơ phía sau. Đây được cho là biện pháp chống thiết bị bay không người lái mới nhất mà nhà sản xuất lắp đặt. Trong hơn một thế kỷ qua, xe tăng đã chiếm ưu thế trên tiền tuyến. Nhưng trong kế hoạch quân sự mà Nga phát động năm 2022, vị thế này của xe tăng đã bị lung lay do các thiết bị bay không người lái chuyên tiêu diệt xe tăng. Một số nguồn tin cho rằng các thiết bị bay không người lái FPV, thiết bị bay góc nhìn thứ nhất là thủ phạm gây ra tới 2 phần 3 tổn thất xe tăng của Nga. Điều này đã khiến các chỉ huy quân sự của cả Nga và Ukraine tìm các biện pháp đối phó với mối đe dọa từ các thiết bị bay không người lái FPV vốn ngày càng trở nên hiệu quả hơn nhờ các cải tiến công nghệ, có thể mang nhiều thuốc nổ và có khả năng điều khiển tinh vi hơn. Các bên đã tìm cách sáng tạo công nghệ để bảo vệ xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, nhưng kết quả lại chưa như ý muốn. Nhiều khi, các giải pháp được áp dụng lại tạo ra vấn đề và điểm yếu mà người điều khiển thiết bị bay không người lái có thể lợi dụng. Các biện pháp đối phó ban đầu nhằm ngăn chặn thuốc nổ trên thiết bị bay không người lái xâm nhập vào phần thân xe tăng. Đầu tiên, người ta sử dụng các lồng bảo vệ tháp pháo nơi giáp mỏng nhất, sau đó mở rộng các lồng kim loại này để bao quanh toàn bộ xe tăng. Tuy nhiên, những biện pháp này đã làm giảm khả năng quan sát và sử dụng vũ khí chính của kiếp lái xe tăng. Một phát ngôn viên quân đội Nga giải thích, trong quá trình hoạt động, những cấu trúc kim loại này bị biến dạng, gãy vỡ và mất đi tính năng bảo vệ. Từ tháng 4, biện pháp thay thế hoặc gia cố giáp bảo vệ này bằng các hộp kim loại chắc chắn hơn đã được thực hiện để bảo vệ xe tăng khỏi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, mức độ bảo vệ cải thiện này một lần nữa gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tính năng của xe tăng. Cùng với việc sử dụng giáp phụ, phía Nga cũng thử gắn thiết bị tác chiến điện tử chống thiết bị bay không người lái như hệ thống Voronezh và Arena M lên xe tăng. Voronezh phát ra nhiễu sóng radio làm gián đoạn tín hiệu điều khiển giữa thiết bị bay không người lái và người điều khiển buộc thiết bị bay phải hạ cánh hoặc lơ lửng cho đến khi hết pin. Arena M là hệ thống bảo vệ chủ động, phóng một trong 26 đầu đạn đánh chặn khi một mối đe dọa di chuyển với tốc độ từ 240 km một giờ đến 2.400 km h tiếp cận trong bán kính 50 m Tuy nhiên, các thiết bị bay không người lái mới nhất của Ukraine tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác giúp vượt qua nhiễu sóng và có thể hoạt động độc lập nếu bị gián đoạn với người điều khiển. Các tấm cao su trên xe tăng T-90 mới là nỗ lực nhằm tạo ra một giải pháp tiết kiệm chi phí, dễ lắp đặt và kíp lái có thể điều chỉnh. Hiện chưa rõ hiệu quả của các tấm này như thế nào, không rõ có chịu được hao mòn trong quá trình hoạt động hàng ngày hay không. Nga hiện rất cần pháo phản lực phóng loạt dẫn đường từ Belarus, nhưng Trung Quốc lại không chấp nhận chuyển giao vũ khí. Do đó, vấn đề chuyển giao hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS Polonez từ Belarus sang Nga đã gặp phải trở ngại. Khi cần có được sự đồng ý của Bắc Kinh. Điều này là do tổ hợp Polonets sử dụng tên lửa do Trung Quốc sản xuất, khiến việc đưa vũ khí này sang nước thứ ba mà không có sự cho phép của Bắc Kinh là không thể. Hệ thống MLRS Polonets được Belarus phát triển với sự tham gia của các chuyên gia Trung Quốc, nhập khẩu trực tiếp tên lửa dẫn đường do Bắc Kinh sản xuất. Theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép, bất kỳ hợp đồng xuất khẩu nào liên quan đến tổ hợp vũ khí này đều phải có sự chấp thuận của Trung Quốc. Chính vì vậy, mặc dù mới đây Belarus đã phải trưng dụng xe tăng, thiết giáp, pháo binh từ các đơn vị đang làm nhiệm vụ trực chiến của mình để giao cho Nga, nhưng hệ thống Polonets vẫn nằm ngoài danh sách trên. Trước đó, theo các nguồn tin, Tổng thống Belarus đã ra lệnh chuyển một số thiết bị quân sự của các đơn vị quân đội nước này cho các lực lượng vũ trang Nga nhằm tăng cường quân lực tại Kursk và các khu vực khác của tiền tuyến. Theo hãng thông tấn Benovosti của Belarus, Việc chuyển giao thiết bị quân sự lần này của Belarus có liên quan đến yêu cầu khẩn cấp từ phía Nga do tổn thất và thiếu trang thiết bị tại tỉnh biên giới Kursk và các khu vực khác. Tổng thống Alexander Lukashenko cũng đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện quân sự theo hướng Gomen và Mosia, bao gồm cả việc triển khai các hệ thống tên lửa Polonets và các tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung Iskander ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Lukashenko chuyển giao vũ khí, trang thiết bị quân sự và đạn dược cho phía Nga nếu vào năm 2022 Belarus gửi đạn dược và thiết bị từ kho dự trữ thì bây giờ họ chuyển trực tiếp từ các đơn vị chiến đấu. Điều này có thể chỉ ra rằng các kho vũ khí của Belarus đã trống rỗng vào giai đoạn năm 2022-2023. Cho nên giờ đây, Tổng thống Lukashenko chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Liên bang Nga với trang thiết bị của các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến. Sự hỗ trợ của Belarus cho cuộc xung đột của Nga ở Ukraine đã dẫn đến thực tế là các lực lượng vũ trang Belarus hiện không thể tiến hành hoạt động chiến đấu của riêng mình. Belarus không có khả năng tự sản xuất xe bọc thép chiến đấu. Điều này khiến việc chuyển giao thiết bị cho quân đội Nga tham gia xung đột ở Ukraine trở thành hạn chế lâu dài đối với tiềm lực vật chất của bộ binh cơ giới Belarus. Nước này nhiều khả năng cũng đã giảm đáng kể kho dự trữ đạn pháo bằng cách cung cấp nhiều loại đạn cho quân đội Nga. Hiện tại, giới chức quân sự Belarus không nói rõ cụ thể số lượng trang thiết bị quân sự mà họ gửi tới Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Reuters đưa tin theo báo cáo chi tiêu do Bộ Quốc phòng Mỹ mới công bố cho thấy Pennsylvania, Arizona và Texas nằm trong số các tiểu bang được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn tài trợ và đầu tư để trang bị vũ khí cho Ukraine trong xung đột với Nga. Giới quan sát cho rằng trong những gói viện trợ khổng lồ hàng chục tỷ đô la Mỹ mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chuyển cho Ukraine, chỉ một phần nhỏ là tiền Washington chuyển cho Kiev, còn lại là dòng tiền được luân chuyển trong nền kinh tế Mỹ. Văn phòng kiểm toán chính phủ Mỹ, GAO thông tin, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Quốc hội Mỹ đã tài trợ hơn 175 tỷ đô la Mỹ để các cơ quan nước này hỗ trợ Ukraine trong vấn đề quân sự và dân sự. Bộ ngoại giao Mỹ cho hay, các gói viện trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp đến nay là hơn 55 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này được huy động qua nhiều cơ chế. Vũ khí và đạn dược chuyển cho Ukraine thường thông qua quyền rút vốn của Tổng thống, PDA, do quy trình nhanh chóng. Lúc này, Tổng thống Biden có thể phê duyệt lấy vũ khí dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ và chuyển cho Kiev trong vài ngày. Quân đội Mỹ cũng có chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, để mua sắm vũ khí và đào tạo binh sĩ Kiev. Dưới những cơ chế này, Lầu Năm Góc sẽ dùng ngân sách để hợp tác với các nhà thầu quốc phòng Mỹ sản xuất vũ khí, vừa để lấp đầy lại kho dự trữ và chế tạo những vũ khí mới cho Ukraine. Mỹ mới đây đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất này sẽ bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và một số thiết bị quân sự khác. Phía Mỹ cho biết số vũ khí này sẽ được triển khai cho Ukraine sớm nhất có thể để giúp tăng cường năng lực phòng thủ của nước này. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ, phụ trách quản lý và nguồn lực, Richard Verma đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Ukraine ở thủ đô Kiev. Hai bên đã thảo luận sự hỗ trợ của Mỹ nhằm giúp Ukraine phục hồi nền kinh tế. Các nhu cầu năng lượng khẩn cấp của Ukraine thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực tư nhân và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Theo tạp chí Times, 90% tiền viện trợ Ukraine đã ở lại đất Mỹ dưới dạng những hợp đồng quốc phòng để các công ty đầu tư nhà máy tạo việc làm cho người Mỹ, qua đó thúc đẩy nền kinh tế nội địa. Trong báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc, bang Pennsylvania đã nhận được nhiều tiền tài trợ nhất để sản xuất vũ khí cho Ukraine so với các bang khác với 2,5 tỷ đô la Mỹ. Các bang Arizona và Texas xếp sau cũng nhận được lần lượt là 2 tỷ đô la Mỹ và 1,8 tỷ đô la Mỹ. Tài liệu đã đưa ra chi tiết hoạt động mua sắm và đầu tư vũ khí cho Ukraine ở hơn 35 tiểu bang của Mỹ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh YouTube chính thức của Báo Điện Tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!